Xin kính chào quý vị và các bạn đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về chiến sự thế giới trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Vừa qua, Tổng thống Macron đã đề cập Nga trong khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 và France 2 liên quan đến chiến lược hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine mới được hai viện quốc hội của Pháp thông qua. Mở đầu bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá thế giới đã biến đổi sâu sắc trong vài năm trở lại đây và cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đưa chiến tranh trở lại châu Âu khi chiến trường chỉ cách trụ sở nghị viện châu Âu tại thành phố Strapo của Pháp chưa đến 1.500 km. Theo người đứng đầu nước Pháp, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở thời điểm đặc biệt và những gì đang diễn ra tại Ukraine sẽ mang tính sống còn đối với an ninh châu Âu và nước Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhận trách nhiệm về tuyên bố liên quan đến khả năng đưa quân vào Ukraine, nhưng nhấn mạnh hiện vẫn chưa có bất kỳ sự đồng thuận trong vấn đề này. Nhà lãnh đạo nước Pháp cũng cho rằng châu Âu đang bị bỏ cuộc bởi quá nhiều giới hạn và nếu không có sự đột phá trong việc hỗ trợ cho Ukraine ngay từ thời điểm này, thì sẽ không thể thắng được nước Nga và niềm tin vào châu Âu sẽ trở về con số 0. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nước Nga giờ đây đã trở thành đối thủ, nhưng đồng thời chấn an người dân Pháp rằng sẽ không chủ trương gây chiến với Nga. Tất cả lựa chọn đều có thể, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bắt đầu một cuộc tấn công, chúng tôi sẽ không bao giờ chủ động. Điều đơn giản hiện nay là để có hòa bình cho Ukraine thì phải không được suy yếu và cần phải sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đạt mục tiêu là ngăn cản nước Nga giành chiến thắng. Trong một động thái quân sự gần đây, ba quân đoàn Đức, Pháp, Hà Lan của lực lượng liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO vừa triển khai hàng loạt cuộc tập trận trong khuôn khổ Steadfast Defense 24 sát biên giới nước Nga. Theo giới chức lãnh đạo NATO, từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 3, cuộc tập trận Loyal Leda 2024 viết tắt LOLE24 của khối này đang được tổ chức tại châu Âu trong bối cảnh khối quân sự này sẵn sàng triển khai lực lượng của ba quân đoàn lớn Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm mục đích kiểm tra mức độ sẵn sàng của bộ chỉ huy NATO ở châu Âu trong việc đưa ra quyết định về việc triển khai lực lượng và tiến hành các hoạt động trên chiến trường quân sự châu Âu. Theo biên chế chính thức, tổng quân số của ba quân đoàn của liên binh quân sự Bắc Đại Tây Dương có thể lên tới 100.000 quân nhân. Sự quy tụ lực lượng lớn như vậy cho thấy quy mô khổng lồ của những cuộc tập trận với ý đồ thao luyện khả năng đối đầu với lực lượng vũ trang Nga. Song song với Loyal Leda 2024, một loạt cuộc diễn tập khác của nhiều đơn vị các nước NATO đang thực hiện ở các nước ngay sát biên giới của nhà nước Liên minh Nga và Belarus. Từ đầu năm nay, NATO đã tổ chức ở châu Âu một series cuộc diễn tập lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh mang tên Steadfast Defense 24, với nhiều cuộc diễn tập lớn nhỏ khác nhau được tổ chức từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 31 tháng 5 với sự tham gia của gần nghìn quân nhân thuộc khối NATO mà Loyal Leda 2024 là một phần trong số đó. Hôm 15 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine sẽ không thể né tránh sự trừng phạt vì phá hoại cuộc bầu cử bằng cách nhằm vào dân thường. Cùng ngày, một quan chức Ukraine cảnh báo xung đột sẽ lan xa tới Nga. Theo Reuters, phát biểu trước các thành viên Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nhằm làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa Nga. Ít nhất ở khu vực biên giới, Kiev đang cố gắng tấn công vào các khu định cư dân sự ở Nga. Những cuộc tấn công này sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Ông Putin cũng khẳng định 95% số đạn pháo và tên lửa đã bị các lực lượng phòng không Nga bắn hạ, song các đòn tấn công của Kiev cũng gây ra thương vong cho dân thường Nga. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đã có bốn cuộc tấn công vào tỉnh Begorod và một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk do lực lượng ủy nhiệm vũ trang của Ukraine có khoảng 2.500 người tiến hành. Cũng theo ông Putin, lực lượng ủy nhiệm đó có 35 xe tăng và 40 xe bọc thép. Ông khẳng định lực lượng ủy nhiệm đã mất khoảng 60% quân và một nửa số xe bọc thép. Cách đây ít hôm, các nhóm vũ trang chống điện Kremlin gồm quân đoàn tự do Nga, tiểu đoàn Siberia, và quân đoàn tình nguyện nga đã phát động một cuộc đột kích vào lãnh thổ nga gần biên giới bộ quốc phòng nga đã đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập qua biên giới của các lực lượng ủy nhiệm của ukraine trong nhiều ngày qua truyền thông nga cho rằng những vụ tấn công qua biên giới gần đây là nỗ lực làm mất uy tín giới chỉ huy quân đội và lãnh đạo chính trị cũng như làm gián đoạn hoạt động chuẩn bị bầu cử tổng thống theo các chuyên gia phương Tây, những vụ pháo kích và xâm nhập lãnh thổ thuộc Moscow phân tán lực lượng để đối phó và khiến an ninh biên giới của Nga bị suy yếu. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định những nỗ lực tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi thế cho Nga trên mặt trận thông tin, giúp công chúng nước này đoàn kết và ủng hộ chính quyền. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga đã và đang diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Đây là năm đầu tiên hình thức bỏ phiếu trực tuyến từ xa được áp dụng có bốn ứng viên tham gia tranh cử Tổng thống Nga, bao gồm ông Vladimir Putin, ứng cử viên độc lập, ông Vladislav Davankov, đảng những con người mới, ông Leonid Slutsky, đảng Dân chủ tự do Nga, và ông Nikolai Kharistonov, đảng Cộng sản Liên bang Nga. Các dự báo đều cho thấy Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin có khả năng nắm chắc phần thắng để tiếp tục giữ ghế Tổng thống đến năm 2023. Trong bối cảnh bế tắc trên chiến trường, do thiếu đạn dược và nhân lực, Ukraine tăng cường tấn công sâu vào đằng sau chiến tuyến của Nga, nhằm vào tàu chiến, các tuyến đường sắt và sân bay của đối phương nhằm làm giảm bớt các hoạt động quân sự của Moscow. Gần đây nhất, chiến dịch này của Kiev tập trung vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, đánh vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong các cuộc tấn công ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, UAV Ukraine đã tấn công 4 cơ sở lọc dầu của Nga kể từ đầu năm tới nay, Ukraine tuyên bố đã tiến hành gần chục cuộc tấn công như vậy. Các chuyên gia và giới chức trách Ukraine cho hay, Kiev hy vọng sẽ có thể làm gián đoạn các tuyến hậu cần và hoạt động chiến đấu của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, nơi cung cấp nhiên liệu cho xe tăng, máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự quan trọng khác của Moscow. Kiev cũng hy vọng có thể làm giảm lợi nhuận mà Nga kiếm được từ việc xuất khẩu các mặt hàng dầu mỏ và gây gián đoạn thị trường dầu mỏ nội địa của Nga. Ông Mikhail Krustikin, một nhà phân tích năng lượng độc lập ở Oslo của Na Uy cho hay, các cuộc tấn công đã khiến Nga phải ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước trong thời gian sửa chữa các nhà máy lọc dầu bị hư hại. Trong một bản cập nhật tình báo công bố tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có khả năng công suất lọc dầu của Nga đã tạm thời bị giảm do các cuộc tấn công của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin ngày 13 tháng 3 nói rằng, mục tiêu của các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu cùng với cuộc xâm nhập của các nhóm vũ trang được Ukraine hậu thuẫn vào lãnh thổ Nga trong tuần này là nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống ở Nga. Lý do UAV Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu của Nga khá rõ ràng. Theo chuyên gia về năng lượng Krustikin và giáo sư Damien S. Thuộc Đại học Leze ở Bỉ, Nga có rất nhiều nhà máy lọc dầu và chúng nằm dài rác trên khắp lãnh thổ Nga. Moscow không thể bố trí hệ thống phòng không để bảo vệ tất cả các cơ sở đó. Nhiều nhà máy bị tấn công nằm ở phía Tây, gần Ukraine hơn. Các nhà máy lọc dầu nói riêng là trọng tâm hàng đầu vì chúng biến dầu thô thành các sản phẩm có giá trị như xăng, dầu diesel, dầu hỏa và nhiên liệu máy bay. Không giống như các cơ sở hạ tầng khác như đường ống dẫn dầu, các nhà máy lọc dầu có nhiều máy móc với các quy trình kỹ thuật phức tạp có thể mất tới vài tháng để sửa chữa nếu chúng bị hư hại. Việc sửa chữa có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường so với các lệnh trừng phạt của phương Tây cấm bán một số linh kiện nhất định cho Nga. Sau các cuộc tấn công ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, hai nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod phía đông Moscow và ở khu vực phía nam Rostov tạm thời bị dừng hoạt động. Theo chính quyền địa phương, hỏa hoạn cũng bùng phát tại hai nhà máy lọc dầu khác của Nga. Việc các cơ sở lọc dầu của Nga bị gián đoạn hoạt động không có nghĩa là Ukraine thực sự có thể làm suy yếu gã khổng lồ năng lượng, vốn là cốt lõi của nền kinh tế Nga và đem lại nguồn tiền để Moscow duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện vẫn chưa rõ tác động của các cuộc tấn công nói trên đối với cục diện trên chiến trường. Nga vẫn đang có lợi thế và liên tục dồn ép dọc chiến tuyến trong những tuần gần đây ông Sergei Vakulenko, cựu giám đốc cấp cao của Gazprom và hiện là chuyên gia năng lượng tại Quỹ Carnegie Vì Hòa Bình Quốc tế cho biết, Nga đang sản xuất nhiều dầu diesel hơn mức cần thiết để cung cấp cho quân đội. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga cho tới nay hầu như không ảnh hưởng đến công suất sản xuất dầu diesel và ảnh hưởng khá nhỏ đối với doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Trước đây đã có nhiều nỗ lực nhằm làm suy yếu ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, các nước phương Tây đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga, hầu hết châu Âu đã từ bỏ năng lượng Nga. Dù vậy Nga đã tìm cách làm giảm tác động bằng cách mở rộng bán hàng sang các nước thân thiện hơn, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, thậm chí đầu tư vào đội tàu bóng tối để xuất khẩu dầu, tiếp tục xuất khẩu dầu ra thế giới. Thứ trưởng năng lượng Nga Pavel Sorokin ngày 14 tháng 3 cho hay, Nga đang xoay trục một lần nữa để đối phó với thách thức mới, ông dự đoán sản lượng của các nhà máy lọc dầu sẽ giảm trong năm nay, nhưng nhấn mạnh Nga có nhiều lựa chọn và thay vào đó sẽ tăng xuất khẩu dầu thô. Ông Sorokin nói, tình hình vẫn ổn định và không có gì đột biến, xuất khẩu dầu mỏ sẽ cao hơn. Theo Kiev Post trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông sẽ không chi một xu nào cho xung đột Ukraine-Nga và rằng Ukraine không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhà lãnh đạo Hungary cũng cho biết sẽ là tin xấu nếu Tổng thống Joe Biden tái đắc cử ở Mỹ. Đáp lại, đại sứ Mỹ David Pressman tuyên bố trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 25 năm Hungary trở thành thành viên NATO rằng những nhận xét như vậy cùng với mối quan hệ nồng ấm của ông Orbán với Moscow và việc ông cố gắng loại Thụy Điển ra khỏi NATO có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hungary cũng từng triệu tập đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Biden nói Thủ tướng Orbán từng tuyên bố không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả. Trong buổi vận động tranh cử ngày 8 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từng tuyên bố thẳng thừng rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả và đang theo đuổi cách nắm quyền cứng rắn. Ngoại trưởng Hungary Peter Srizakto phát biểu trong cuộc họp báo, Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận những lời nói dối như vậy của bất cứ ai, ngay cả khi đó là Tổng thống Mỹ. Ngoại trưởng Srizakto cho biết, chúng tôi yêu cầu đại sứ Mỹ cho xem đoạn trích dẫn kèm theo địa điểm và ngày tháng về tuyên bố của Thủ tướng Hungary mà Tổng thống Mỹ cho rằng ông ấy đã nói. Rõ ràng Thủ tướng Hungary không đưa ra tuyên bố nào như vậy, do đó chúng tôi không nhận được phản hồi thực chất từ phía Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Hungary trở nên lạnh giá trong những năm qua, Mỹ thường xuyên chỉ trích Hungary vì quan hệ chặt chẽ với Nga và trì hoãn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Mỹ còn cho rằng tình trạng dân chủ ở Hungary thụt lùi. Thủ tướng Orbán khẳng định cựu tổng thống Trump là cơ hội duy nhất chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ông Orbán cho rằng xung đột sẽ không nổ ra nếu cựu tổng thống Mỹ còn nắm quyền đồng thời cho biết việc ông Trump quay lại Nhà Trắng sẽ là điều kiện tiên quyết cho hòa bình vững chắc tại châu Âu. Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Nga đã đưa gần như toàn bộ lực lượng mặt đất của mình tham gia xung đột ở Ukraine, do đó không gây ra mối đe dọa quân sự lớn đối với NATO vào thời điểm hiện tại. Theo ông Stoltenberg, Phần Lan hiện đang ở vị thế an toàn hơn so với trước khi gia nhập liên minh bởi vì nước này hiện được bảo vệ bởi các nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo điều 5. Tổng thư ký NATO cho biết, về cơ bản, tất cả lực lượng mặt đất của Nga đều tham gia vào xung đột chống lại Ukraine. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy không có mối đe dọa quân sự ngay lập tức nào chống lại bất kỳ đồng minh NATO nào. Và đến đây thì những cập nhật mới nhất về những diễn biến chiến sự thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.